liền mất hai chị ạ. Đó, xanh mình mướt luôn. Cũng ngon nhỉ. Ủa, mình cơm to. Quần áo bẩn hết trơn này. Trời ơi, đi hái rau à? Rồi lại chạy ra vừa hái rau. À, để đây. Tí nữa chị hái cho. Đi, đi vào nhà tắm đi. Vào nhà tắm cho. Để chị lấy rau lấy này nào. Vào tắm đi. Đây chị cởi quần áo ra. Ố thì đấy. Đây đây. Viêm thích bơi nên chị tắm nhé. Để tắm ra nấu cơm đã đi gói. Đi ra đây tắm. À, vào đây thôi xuống đây. Xuống đây thì tắm. Thank you.
Để em massage chị ạ. Ôi đừng. Xuống nhé. Xuống đây xả đi. Anh đi nấu cơm đi. Okay.
ăn cơm được à? Đi ra để lấy rau vào để mình để luộc này. Ta bỏ rổ ra đây để rửa này. À, bỏ rổ đấy. Rổ đấy nãy rửa mấy lần, năm lần rồi. Ờ, thế được rồi. Thôi bị đứng dậy đã, đứng dậy, đi vào đi, bẩn nước. Đi vào. Để yên chậu đấy. Cứ lại cầm vào. Chờ tí chị đi lấy sóng. Đây này, sáu bi này. Cái sáu hôm trước chị với bi thu hoạch đấy. Để cái ngân đông giờ ăn, giờ vẫn ăn được. Đây, để rửa xong cho nó canh nhá. Đây, cạo vỏ. Rồi Bi hay Bi với chị hái một hôm ăn mãi mét ngâm rồi xong rồi lại cần nấu canh nữa cũng chưa hết đấy. Nào Bi ngồi đấy, nước sôi rồi này, cho rau. Xanh mướt mướt luôn. Thịt ra kho nhé. Xanh tươi. Ờ, được một món. Đó. Nát rồi này. Bật nồi ra đấy. Tôi đang nhìn.
chưa? Có cả cà rốt nhá, đu đủ này, xương, củ cải, cà rốt. Bài hát cứ đi thích rồi. Rồi, được rồi đấy. Canh ra đấy nhé. Ra bỏ tay ra nóng. Nóng lên. Nhà được thịt đâu? Thôi, xíu chị lấy cơm cho anh. Đây, canh gì đây?
Ừ. Ừ, thôi để chị lấy ra muối nhé. Để món đi hái. Thôi, thịt đấy không ăn được đâu. Thịt đi. Chị lấy rau củ hầm cho Bibi chứ. Thịt này không ăn được, sao? Lấy cơm rau củ hầm nha. Đây là đu đủ này. Đây. Cắt đi. Từ từ cắt nhỏ ra cho. Biết rồi. Đây xong rồi. Đây, chị lấy cơm luôn nha. Từ đó. Rồi, đây, cơm đi đấy. Cơm ngon nhỉ. Ăn cơm lấy cơm đâu? Ăn cơm đi. Chị hái rau mà. Ủa, mì cơm to. Lấy canh cho mình nha. Ăn nhanh lắm. Cái cơm này. Cơm. Lấy canh. À, đợi lấy ra. Sao? Cái ngon không? Chị múc được không? Hay chị múc cho? Mẹ nha. No rồi. Cái má này. Nghe đi.
Thôi nha, xong rồi đi vào phòng nghỉ ngơi đi nhé. Phòng nghỉ ngơi đi. Đi hành đâu chị nhỉ? Vào phòng nghỉ ngơi trước đi, chỉ còn ăn thôi, ăn rồi dọn nữa. Đi, đi rửa bát xong vào đi nhé. Vào phòng con ngủ đi ngủ nhé.